khi lỡ nói em gì. Bên kia có chiếc xà lan chở container các bạn ơi, xà lan nhỏ nha, chở bề ngang được có 3 công nè, bề dài cũng 3 công luôn. Chiếc này nhỏ xíu à, chạy cũng khá là nhanh nha các bạn, mới chát luôn, chiếc xà lan này mới đóng cái gì đó. Đừng buồn em ơi khi lỡ nói yêu em. Còn mắng nước bao nhiêu đây? Cái này của Long An nha. Mắng nước nó 3.6 nha các bạn. Cái này nhỏ, cái này tầm 700-800 tấn. Số Long An này quá đẹp các bạn ơi, chờ két nha. Số đẹp nữa nè, 06688 nè, biển Long An nha, chờ thẩm lúc luôn. Kia có chiếc tàu gì lạ quá các bạn ơi, tàu gì đây, Đồng Tháp 12, tàu gì cabin quá lớn nha. À đây là tàu dầu các bạn ơi,